Tóm tắt nhà Ngô 26 năm, từ năm 939 đến 965, Kinh Đô, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Năm 938, Ngô Quyền tập hợp lực lượng từ Ái Châu ra đánh kiểu Công Tiến. Công Tiến sai sứ sang nước Nam Hán xin quân cứu viện. Vua Nam Hán là Liều Nghiễm cho con là Vạn Vương Hoàng Tháo đem quân sang cứu, tự mình đóng quân làm thành viện. Ngô Quyền hạ thành Đại La, giết Công Tiến rồi bày trận trên sông Bạch Đằng đón quân Nam Hán. Tháng 11 năm 938, Quân Hoàng Tháo bị Ngô Quyền đánh tan trong trận chiến Bạch Đằng, Hoàng Tháo bị giết chết năm 939, Ngô Quyền lên ngôi, tức là Tiền Ngô Vương, đóng đô ở Cổ Loa, lập Dương Thị làm Hoàng hậu.